Mời quý thính giả nghe chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Kính mời đại diện của nhóm yêu trèo Đài Loan, Hàn Quốc và Việt Nam có lãng hoa tươi thắm. Xin trân trọng kính mời vị đại diện của đại diện nhóm yêu trèo Đài Loan cùng bước lên sân khấu để tặng hoa cho chương trình. Xin trân trọng cảm ơn tình cảm của đại diện nhóm yêu trèo Đài Loan, Hàn Quốc và Việt Nam. Tiếp theo xin trân trọng kính mời thính giả Nguyễn Bá Nghĩa sẽ lên tặng hoa cho chương trình hôm nay. Trân trọng kính mời đại diện câu lạc bộ nghệ thuật Liên Hoa Chùa Yên Phú lên có món quà dành tặng cho chương trình. Xin trân trọng cảm ơn đại diện nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt. Xin mời đại diện câu lạc bộ nghệ thuật Còn Duyên Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc.
đang bước lên sân khấu là nghệ sĩ nghệ nhân Hồng Nhân sẽ gửi tặng một bó hoa tươi thắm nhất dành tặng cho chương trình ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời đại diện câu lạc bộ đàn hát dân ca Đài Tiếng Nói Việt Nam có lãng hoa tươi thắm dành tặng cho chương trình. Vâng ạ. Xin trân trọng kính mời đại diện câu lạc bộ quan họ Mười Nhớ thành phố Hồ Chí Minh sẽ cùng bước lên sân khấu để tặng hoa. Trân trọng kính mời thính giả Đỗ Quang Việt đến từ Nhân Trạch, Đồng Nai sẽ có lãng hoa tươi thắm nhất dành tặng cho chương trình. Xin trân trọng kính mời ông. Xin mời đại diện câu lạc bộ quan họ Mười Nhớ thành phố Hồ Chí Minh sẽ cùng bước ra sân khấu tặng quà. Xin trân trọng mời lên sân khấu Chi hội Văn nghệ Dân gian Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ lên sân khấu tặng hoa cho chương trình. Và kính thưa quý vị, chúng tôi còn ghi nhận có rất nhiều tình cảm cũng như quà tặng của tất cả các khán thính giả đại biểu đến dự chương trình. Và một lần nữa xin cảm ơn tất cả những quý vị đã có những lãng hoa tươi thắm dành tặng cho chương trình. Xin trân trọng cảm ơn soạn giả nhà báo Mai Văn Lạng.